Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, vui Tết, Công đoàn An Giang đã chủ động triển khai công tác chăm lo đồng bộ trong toàn hệ thống và tập trung huy động nhiều nguồn lực để mang một cái Tết đủ đầy, ấm áp đến với đoàn viên người lao động trên quê hương Bác Tôn kính mến. Theo kế hoạch, công tác chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 được Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, đa dạng các hình thức chăm lo, tập trung hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đoàn viên, người lao động làm việc tại doanh nghiệp gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, bị cắt giảm đơn hàng, thu hẹp quy mô sản xuất, tạm ngừng hoạt động. Công đoàn các cấp vừa phải chủ động tham gia với các cơ quan chức năng, nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động, thực hiện việc trả lương, trả thưởng cho đoàn viên, người lao động vào dịp Tết, vừa phải nhạy bén huy động nhiều nguồn lực để tổ chức các chuỗi hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, mang đến một không khí Tết đầm ấm đủ đầy. Trong cái chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động thì có tới 7 cái nội dung để tổ chức các hoạt động. Thứ nhất là tuyên truyền và vận động các đoàn viên và người lao động vui xuân đón Tết, rồi là nắm cái tình hình quan hệ lao động của các doanh nghiệp, rồi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho người lao động và kế hoạch chăm lo, đặc biệt là kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong cái dịp Tết với cái phương châm là mỗi đoàn viên và người lao động đều có Tết. Hiện nay, nhiều công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao tặng quà, thi đấu thể thao, khởi động chuỗi nội dung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã khởi động chương trình chúc Tết các doanh nghiệp tiêu biểu và chăm lo Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với phương châm bảo đảm mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết. Trước thềm Tết Giáp Thìn, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã thành lập 4 đoàn công tác do Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh dẫn đầu đến thăm chúc Tết 32 doanh nghiệp và trao tặng quà cho 640 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà dành cho đoàn viên 500.000 đồng một phần và người lao động là 400.000 đồng một suất với số tiền 320 triệu đồng. Em thấy rất là vui ạ, rất là cảm ơn công đoàn ạ đã tạo điều kiện đến công ty và ủng hộ cho mấy bọn em ạ. Ăn Tết có ngày vui vui vẻ, em cũng kỳ vọng là mình có nhiều sức khỏe để làm việc chứ cũng mong công ty có nhiều tiến triển, phát triển hơn, đừng có thời gian, có việc làm nhiều hơn để tăng ca, có tiền nhiều ạ. Dịp Tết nhân đám á, thì công ty và công đoàn cũng có hỗ trợ cho công nhân, rồi người lao động khó khăn. Công ty em cũng hy vọng là có nhiều sức khỏe này nọ, thì cũng càng công ty như là phát triển hơn, giúp công ty phát triển hơn này nọ để có nhiều người để vượt qua những khó khăn của em. So với công tác chăm lo Tết năm 2023, thì công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo mở rộng đối tượng chăm lo từ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động khó khăn do doanh nghiệp bị ảnh hưởng, sản xuất kinh doanh, còn đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo đến các trường hợp đoàn viên, người lao động làm công tác vệ sinh môi trường, đoàn viên, đội ngũ y bác sĩ, làm việc trong đêm giao thừa. Theo đó, toàn tỉnh có 114.642 đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn chăm lo Tết với các suất quà trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng tiền mặt với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn phân cấp. Trong đó, đối với cấp tỉnh sẽ chăm lo hỗ trợ cho 110.000 đoàn viên, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc tỉnh với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Đối với 15 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ hỗ trợ 4.642 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.